Hai mọi người, tháng này á, Thanh đang có một thử thách, đó là 30 ngày giảm xuống 4kg trong vòng 1 tháng. Thì đợt rồi á, là tôi có đi làm một cái thủ thuật nhỏ, đó là thủ thuật chữ chứng. Bởi vì tôi cũng khá lớn tuổi rồi nên là đi làm chữ chứng để cho an toàn hơn nè. Tôi nghỉ tổng thời gian là 4 tuần và tôi tăng từ 46kg lên 48kg. Cơ của tôi giảm nhẹ nhưng mà mỡ của tôi thì tăng hơn 1,5kg lận nha. Thì hôm nay tôi sẽ bắt đầu lại một buổi tập đầu tiên sau khi comeback lại phòng tập. Bởi vì là nghỉ lâu á, nghỉ cũng 4 tuần lận, cho nên là khi quay lại tập tôi cũng tập mức tạ nhẹ thôi à. Và hôm nay là buổi tập thân trên nè, tôi khởi động bằng mức tạ 2kg. Đây là bài khởi động đầu tiên thôi nha. Thì bài này mấy bà làm 15 cái trong một set. Bài này sẽ giúp cho phần vai, tay và thân trên của mình được nóng lên để mình thực hiện những bài sau tốt hơn nè. Rồi, set up đồng hồ xong thì mình sẽ vào bài đầu tiên. Bài này thì dễ nè, mấy bà cứ chuẩn bị tư thế như trong clip là được, sau đó thực hiện động tác. Hít thở đều và nhớ siết bụng nha. Mọi người thực hiện bài này á, là 15 cái trong một set nha. Và giữa mỗi bài á, thì nghỉ khoảng từ 5-10 giây, bởi vì mình tập nhẹ. Và tôi có một lời khuyên nho nhỏ cho mọi người là khi mình nghỉ quá lâu, khoảng tầm 1 tháng hoặc 2 tháng và quay lại tập luyện á, thì mọi người cứ setup tạ nhẹ thôi, để mình tập khoảng tầm 1 tuần đầu tiên để cho cơ thể mình quen dần với mức tạ và cường độ tập luyện. Thì sau đó mình có thể nâng mức tạ lên như cũ cũng được. Và đợt này á, tôi làm clip là tôi sẽ quay full một buổi tập luôn. Thì một buổi tập của tôi là 4 round. Và 4 round này nó chỉ có 35 phút thôi, mà mấy bạn tập liên tục, có thể nghỉ giữa mỗi round khoảng tầm 1 phút là vừa đủ. Và những bài này á, là Thanh nghĩ là những bạn mà tập ở nhà thì cũng tập được. Bởi vì các bạn cũng chỉ cần mua những cái tạ ấm nhỏ như vậy là tập được rồi nè. Và chỉ cần 35 phút tới 40 phút là mọi người đã có một buổi tập hoàn chỉnh rồi đó. Rồi, tiếp theo là bài số 2. Bài này sẽ là bài kết hợp nhưng nó chủ yếu tập trung vào phần lưng là nhiều nha, lưng xô của mình đó. Tư thế chuẩn bị cho bài này đó là hai chân rộng bằng vai, đầu gối hướng theo mũi giày, rồi đổ người về phía trước nè, rồi mọi người siết bụng cứng, sau đó là kéo tạ và siết phần lưng xô. Bài này cũng thực hiện 15 cái trên một set nha. Mọi người ráng kéo, hít thở, siết kho. Bởi vì á, bài này mà siết kho không vững á, là mọi người sẽ bị đau cái phần lưng dưới á. Bài kế tiếp là bài deadlift nha. Thì bài deadlift cũng được tính là một bài chính trong buổi tập lưng nha mọi người. Riêng bài này á, thì Thanh nghĩ là đã khá phổ biến rồi, hầu như ai cũng biết. Nhưng mà Thanh cũng sẽ nói sơ về kỹ thuật một chút để cho những bạn mới tập có thể hiểu rõ hơn nha. Chân rộng hơn vai nè, và đầu gối lúc mà thực hiện động tác chỉ hơi trùng một chút thôi. Thay vì bài này dành cho tập mông thì đầu gối trùng nhiều hơn. Còn nếu mà tập cho phần lưng thì đầu gối chỉ cần trùng một chút là được rồi. Siết bụng và mắt nhìn phía trước, sau đó là mọi người cứ thực hiện động tác như trong clip. Tất cả các bài á, thì mọi người cũng chỉ làm 15 cái trên một set thôi, nên là Thanh sẽ không nhắc lại cho những bài sau này. Khi mọi người đã tập với mức tạ nhẹ thì Thanh nghĩ là mọi người nên tập chậm để cảm nhận cơ tốt hơn. Rồi, tiếp đến là bài số 4, thì bài này cũng tập trung kéo tạ cho phần lưng xô thôi, nhưng bài này Thanh sẽ tập nặng hơn. Và bài này nó cũng khác bài trước một chút đó, đó là khi mà mình thực hiện động tác á, thì cái cổ trỏ của mình lúc kéo lên nó hẹp hơn nha mọi người. Và khi đổ người về phía trước thì mình cũng đổ thấp hơn một chút nữa. Mọi người nhớ kỹ một chút nha, khi mà thực hiện giống trong clip á, thì mọi người cần phải để ý kỹ tư thế một xíu nè, chứ không là tập sẽ bị đau lưng á. Bài kế tiếp là bài tập cho tay sau. Và bài này á, thì mình nghĩ là tất cả mọi người có thể tập được ở bất cứ đâu luôn.
Thậm chí nhà các bạn có bậc thang á, các bạn cũng có thể tập được bài này. Và riêng bài này á, thì tôi khuyên mọi người nên tập từ 20 tới 25 cái nha. Bài kế tiếp là một bài bổ trợ cho phần vai. Thì mấy bài chỉ cần set up chân giống như video là chân rộng hơn vai, mũi chân hướng ra ngoài. Rồi đổ người về phía trước, sau đó hất tạ lên cao. Khi hất tạ lên thì thở ra, xuống thì hít vào. Lưu ý á, bài này thì mọi người nhớ siết kho thật vững nha. Và khi đưa cái tạ lên cao á, thì cái tay của mình nó lên tới cái tay của mình là stop và hạ xuống. Mọi người thực hiện bài này 15 cái trong một lần nha. Đến bài này hình như là bài số 6 rồi đó mọi người. Thì bài này cũng đơn giản, tay hẹp với tay rộng nó cũng có tác dụng khác nhau. Riêng với bài chống đẩy này, tôi nói thiệt là tôi chỉ làm được từ 12 tới 15 cái là maximum. Các bạn nữ yếu á, thì mình chống đẩy ở trên cái bục giống như thanh này, hoặc là cái ghế tập cao hơn một chút. Còn các bạn nam á, khỏe hơn, tay khỏe thì mọi người có thể tập trực tiếp dưới sàn luôn. Mọi người nhớ là khi mọi người thực hiện động tác này á, là mọi người hạ cái người xuống thì mọi người hạ cái phần ngực xuống trước. Và tay khi hạ xuống thì hai cổ trỏ của mình cũng hẹp vào nha, thì nó sẽ vào nhiều tay sau và lưng nữa. Mỏi lắm nhưng mà cố lên nha. Rồi nữa nè, cái bài này là bài tập cho bụng nha. Thì thường thường trong một buổi tập chính của Thanh á, Thanh sẽ kèm 1 đến 2 bài tập bụng. Bài này thì cũng giống như bài bổ trợ thêm thôi. Mọi người cũng có thể tập hoặc là không tập bài này và dành 15 phút vào cuối buổi tập riêng cho bụng cũng được. Nhưng mà dạo này á, tôi hay kèm theo những cái buổi tập bụng xen kẽ vào trong buổi tập chính luôn. Thì tôi sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi vào cuối buổi tôi phải ở lại tôi tập bụng. Rồi, đã đến bài cuối cùng. Bài này là tập cho phần lưng dưới, ngay cái chỗ thấp eo của mình đó. Thì ở mấy clip trước á, tôi cũng đã nói về bài tập này rồi. Bài này nó sẽ giúp cho mọi người có cái thắt lưng dưới đẹp hơn, mặc đậm body đẹp hơn. Con trai thì cũng có thể tập bài này, cũng có thể không cần thiết. Nhưng với con gái thì bài này sẽ tạo cho bạn một đường cong giữa cái lưng của mình với cái gờ mông, nó sẽ nhìn cao hơn. Bài này cũng như những bài khác, mấy bài chỉ cần làm 15 cái thôi. Khi mà xong bài này là mọi người đã có 8 bài trong một round. Và mỗi round á, là sẽ rơi vào khoảng tầm 6 đến 7 phút. Và không tốn quá nhiều thời gian nên các bạn có thể tự tập tại nhà. Và những round sau á, nó cũng tương tự như round đầu thôi. Mọi người chỉ cần bỏ ra mỗi buổi tập từ 25 tới 30 phút là mọi người đã có một buổi tập hoàn chỉnh rồi nè. Và sau khi tập xong buổi tập chính rồi á, thì mọi người có thể đi chạy bộ 15-20 phút. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ tới mọi người. Nếu mọi người coi video thấy có ích thì nhớ like và share cho tôi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Và bây giờ mọi người cùng Thanh tập nốt 2 round còn lại nha. Fighting!